Hello everyone, my name is Tim and nice to see you again. And in this video, you will review how to ask and answer about the activity you often do in a day. Okay? Trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng ôn tập lại xem là những hoạt động mà các bạn thường làm trong ngày nhé. Okay, now here we go. We will review some new words in the lesson, okay? Want to see? Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Do morning exercise. Do morning exercise. Do morning exercise. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Say again. Brush my teeth. Do morning exercise. Cook dinner. Watch TV. And the next one, you can see this the adverb, right? Okay, frequency adverb. À đây là các trợ từ chỉ tần suất, mức độ mà các bạn làm những cái hoạt động mà chúng ta vừa mới ôn tập đó. Okay, this is always. Always, 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 có nghĩa là luôn luôn, đấy, các bạn nhìn thấy là mức độ rất là 100% luôn, đúng như always, và mức độ giảm dần, đấy, usually, 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 có nghĩa là thường thường, right, usually, often, 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 là thường xuyên, okay, often, sometimes, 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 có nghĩa là thỉnh thoảng. Okay, sometimes, always, usually, often, sometimes, sometimes. Okay, and now we can move on the book. You can look at the picture here, and you can see this is Gwen, right? Gwen and Tom. Okay, they are calling together through the computer, right? And yeah, okay, now I will let you. Listen, okay? Hey. Hi, Gwen. You're up early. Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you? B. Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. Good idea. C. What do you do in the afternoon? After school, I usually do my homework. D. So do I. And I often talk with friends online. I can see that. Okay, now you can listen again. Listen and repeat. Hi, Gwen. You're up early. Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you? Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. Good idea. What do you do in the afternoon? After school, I usually do my homework. So do I. And I often talk with friends online. I can see that. Okay, now you could find out the meaning. That's it, yeah? Okay, hi, Gwen. Up early, à, bạn lên mạng sớm quá, đúng không? Okay, và hay là bạn dậy sớm thế, đúng không? You're up early. Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you? Chào Tom, right? Tớ dậy sớm, nhỉ? Tớ luôn luôn dậy sớm. I always get up early. How about you? Thế còn bạn thì sao? Me too. Mình cũng vậy.
I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. À, tớ thường I get up early là tớ dậy sớm và tớ luôn luôn có ăn have a big breakfast. À, breakfast là bữa sáng đúng không? Bữa sáng đầy đủ ấy. A big breakfast. À, big là to mà đúng không? Kiểu như ăn no, kiểu như thế ha. A big breakfast before I go to school. Trước khi mình đến trường đúng không? Good idea. À, ý kiến hay đấy. What do you do in the afternoon? À, thế con bạn làm gì vào buổi chiều? After school? À, sau khi tan học á? I usually do my homework. À, tớ thường làm bài tập về nhà. So do I. À, mình cũng như vậy. So do I. And I often talk with friends online. À, và mình thường nói chuyện với bạn bè trên qua mạng. I can see that. À, tớ thấy điều đó mà. À, I can see that. Tớ biết mà, đúng không? Kiểu như thế. Okay. Rồi, so you could tell me. Booking C. Okay, picture C. Bạn Quân, à bạn Tom, bạn ấy hỏi bạn Quân là bạn ấy thường làm gì vào buổi chiều, bạn ấy hỏi như thế nào nhỉ? What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? Và bạn Quân, bạn ấy trả lời thế nào? After school, I usually do my homework. I usually do my homework. I usually do my homework. À, tớ thường làm bài tập về nhà, right? Okay. Rồi. What do you do in the morning? Ah, sorry, not in the morning. This is in the afternoon. Okay. In the afternoon. What do you do in the afternoon? I usually do my homework. À, vậy là bạn ấy thường làm bài tập về nhà đúng không? Và các bạn nhìn thấy là bạn ấy thường bạn ấy làm, nên là chúng ta có từ trạng từ chỉ tần suất ở trước cái hoạt động cho cô nhá. I usually do my homework. Okay? I usually do my homework. I cộng với trạng từ chỉ tần suất, right? Okay, and with the activity. Okay? Mm-hmm. So now say again, what do you do in the afternoon? I usually do my homework. Okay? Now we do practice. Ta sẽ cùng thực hành nhé. Okay, can you say again the activity again? They brush my teeth, right? So you often brush the teeth in the morning, right? Morning. Okay? Morning. Chúng ta thường hay đánh răng vào buổi sáng, right? Morning. And always brush my teeth. Chúng ta luôn luôn đánh răng, đúng không? Nhắc lại cho cô nào. Morning. Always brush my teeth. Chúng ta thường tập thể dục vào khi nào? Morning, right? In the morning. Okay, in the morning. Usually do morning exercise. Usually do morning exercise. And afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Often cook dinner. Evening. Sometimes watch TV. Okay, now we practice how to ask and answer. Okay. And you can map the picture with the word here. This is brush my teeth, right? Morning. Always brush my teeth. In the morning, I usually do morning exercise. In the afternoon, I often cook dinner. In the evening, I sometimes watch TV. Okay, and this is Nam and this is Mai, right? You could practice. Okay, and you could listen. Mai will ask and Nam will answer. What do you do in the morning? What do you do in the morning? And Nam say, I always brush my teeth. Okay. Now this is Nam. Okay. What do you do in the morning? What do you do in the morning? And Nam say, I usually do morning exercise.
I usually do morning exercise. And picture C. Nam asked, what do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? And Mai say, I often cook dinner. I often cook dinner. Okay. And the last one, this is Nam, right? You can see Nam watch TV. And Mai asked, what do you do in the evening? What do you do in the evening? And Nam say, I sometimes watch TV. I sometimes watch TV. Okay, now I will ask and you will answer. Bây giờ cô sẽ hỏi và bạn sẽ trả lời cho cô nhé. What do you do in the morning? What do you do in the morning? What do you do in the what do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Yeah, good job. Rồi đổi lại nhé, các bạn sẽ hỏi để cô trả lời nhé, okay? I always brush my teeth. I usually do morning exercise. I often cook dinner. I sometimes watch TV. Okay, good. So, now I ask you, bây giờ cô hỏi các bạn nhé. What do you do in the morning? So what do you do in the afternoon? What do you do in the evening? You will talk about your daily routine, những cái thói quen hàng ngày của bạn nhé. Bây giờ các bạn hỏi cô xem nào. Các bạn hỏi là what do you do in the morning, right? À, cô sẽ trả lời là I always brush my teeth and wash my face. Cô rửa mặt nữa, wash my face. Rồi, what do you do in the afternoon? I cook dinner. I often cook dinner. Okay, what do you do in the evening? Đúng không? I sometimes watch TV. Hoặc là I sometimes listen to music. Cô thỉnh thoảng cô cũng nghe nhạc nữa cơ. Okay. Rồi, listen and tick. Cái phần này các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ chọn cho cô đáp án nhé. There's the first one. This is run, right? Run. Okay. Ride a bike. Do morning exercise. Number two, read a book. Do homework, right? Listen to music. And three, this is play tennis, right? This is play table tennis. Để chơi bóng bàn đúng không? Table tennis. Play table tennis. And play badminton. And play volleyball. Right? Okay, now you can listen and tick. Các bạn sẽ nghe và tick và đáp án đúng cho cô nhé. 1. What do you do after getting up, Nam? I always do morning exercise. 2. What do you do in the afternoon, Guan? I usually do my homework. 3. What do you do after school, Mai? I often play badminton. 4. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. This has Linda, right? Okay. Now we have four conversation, right? Có bốn hội thoại, đúng không? Okay, now you can listen again. Nghe lại lần nữa nhé. 1. What do you do after getting up, Nam? I always do morning exercise. 2. What do you do in the afternoon, Guan? I usually do my homework. 3. What do you do after school, Mai? I often play badminton. 4. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. Okay, listen and check. Nghe và trả lời án nhé. 1. What do you do after getting up, Nam?
I always do morning exercise. Do morning exercise. 2. What do you do in the afternoon, Guan? I usually do my homework. I usually do my homework. At B, right? 3. What do you do after school, Mai? I often play badminton. I often play badminton. 4. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. I sometimes watch TV. Okay. Yeah, great. Excellent. Next one. Read and complete. Các bạn sẽ đọc và hoàn thành cái đoạn sắp xếp cho cô 5 cái từ này vào 5 cái chỗ trống để hoàn thành cái bài giới thiệu của bạn Nam nhé. Ok. This is like, do, TV, play and usually. Các bạn chú ý cho cô này. Trước khi các bạn làm bài này, các bạn có thể nhìn cho cô 5 cái từ này và có thể nhìn like là thích đúng không? Thế thì cái chỗ trống đấy nó phải là thích cái gì? Từ like này, ở đằng sau cái từ like này, nếu như là có một hoạt động thì có thể là có từ to có một hoạt động đó, ok, hoặc là like, cái động từ đó thêm ing, ok. Rồi do, các bạn thấy từ do thì trong cái nhóm từ mới của chúng ta vừa học có từ nào thiếu từ do cộng với từ do thì nó tạo thành một cụm từ, ok, hoặc là trong nếu mà trong có thì trong câu hỏi nữa. Còn TV rất là dễ rồi đúng không, cái gì TV, play là chơi đúng không, chơi cái gì. Thế thì đằng sau phải có một cái môn thể thao nào đó hay một cái trò chơi nào đó, đúng không? Còn usually, nó là từ chỉ tần suất, trạng từ chỉ tần suất. Nãy cô nói là nó sẽ đứng đằng trước các hoạt động, đúng không? Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn. Các bạn có thể, đối với bài này thì các bạn có thể, nếu như cái nào dễ các bạn làm trước, ví dụ TV, chắc chắn là nó là what TV rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy số 4 này, what TV, đúng không? Cái nào dễ các bạn làm trước cũng được, không nhất thiết phải làm từ đầu. Ok. Play. Thế play cái gì? Các bạn nhìn cô xem là đây có play cái gì không? Three này. Đấy, football. Đúng không? Football là môn bóng đá. Vậy là play football. Ok. Rồi, usually. Thì bây giờ các bạn nhìn xem là đằng sau nó đầy đủ hết cái hoạt động rồi. Thì bây giờ nó chỉ cần thiếu cho thêm cái usually là vào, nó cũng không làm thay đổi nghĩa lắm, đúng không? Nó chỉ là chỉ mức độ thôi. Vậy là các bạn nhìn cô, đây là what film không phải rồi, đúng không? Không thể nào ai mà đằng sau nó có động từ thêm ing được, đúng không nhỉ? Đây, còn cái ai cái gì, morning exercise. Đây là vẫn còn thiếu từ đấy, đúng không? Thế thì mình điền luôn gì? Do morning exercise, đúng không nhỉ? Tiếp theo này, I do homework. Làm bài tập về nhà rồi, đúng không? Thế thì đây đã đủ một cái cụm chỉ hành động rồi. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần thêm cái từ chỉ mức độ, đây nó không làm thay đổi về nghĩa cho lắm, đúng không nhỉ? Không làm thay đổi cấu trúc câu. I usually do homework with my classmates, đúng không? Còn like, từ like này cộng với động từ thêm ing, bình thường là I watch TV, I watch film, đúng không? Tôi xem phim. Nhưng mà từ khi có từ like thì được cái từ cái hoạt động đó phải thêm ing vào cho cô nhá. Là chưa nhỉ? I like watching films after dinner. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại cái đoạn này nhá. Hi, my name's Nam. Hi, my name is Nam. Every morning, vào mỗi buổi sáng, every morning, I get up early. I get up early. Tôi dậy sớm. I do morning exercise. I do morning exercise. Tôi tập thể dục buổi sáng. Have breakfast. Ăn sáng này. Have breakfast. And then, và sau đó, and then go to school. Go to school, đi học, đúng nhỉ? Go to school. After school, after school, và sau khi tan học, I usually do homework. I usually do homework with my classmates. Tôi thường làm bài tập với bạn cùng lớp, đúng nhỉ? I usually do homework with my classmates. Classmates chính là bạn cùng lớp đấy. Okay, then I often go to sports center. Then I often go to sports center. Sau đó thì tôi thường đến cái trung tâm thể thao, đúng không? Sport là thể thao, center là trung tâm. Sports center là trung tâm thể thao. And play football. Và chơi bóng đá, and play football. In the evening. Vào buổi tối.
in the evening. I sometimes watch TV. I sometimes watch TV. Tôi thỉnh thoảng xem TV. I sometimes watch TV. I like watching films after dinner. I like watching films after dinner. À, tôi thích xem phim sau bữa tối, đúng không? Okay, that's all. Tôi còn đây là bài hát thì cô sẽ cho các bạn hát nhé. Nhưng mà trước tiên thì các bạn đọc lại cho cô những từ này nào. This is the way we brush our teeth. Brush our teeth. Brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. À, đây là cái cách mà chúng tôi đánh răng. À, đây là cái cách mà chúng tôi đánh răng vào sáng. So early in the morning. À, rất là sớm vào buổi sáng. Rồi. Wash our face. Wash our face. Đây chính là wash our face. À, rửa mặt đúng không nhỉ? Còn đây là eat our food. Eat our food là ăn sáng ấy nhỉ? Yeah, ăn uống đấy. Okay, eat our food. Okay, now you can listen. Okay, okay, now you will practice the song at home. Okay, các bạn sẽ thực hành bài hát này ở nhà nhé. Okay, so goodbye, see you.